Chỗ này thì ok là đúng rồi. Rồi, chúng ta sẽ cùng test lại. Nước thêm thực đơn. Thêm mới thành công. Chúng ta chưa gọi là hàm loạt và chúng ta sẽ thử em nào lại. Như vậy là đã thêm nước vào. Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Angular 13, .NET Core API và SQL Server năm 2022. Và ở bài tiếp theo này thì chúng ta sẽ lập trình giao diện ở trên Angular để thêm mới một thực đơn vào trong database thông qua service thêm thực đơn .NET API mà chúng ta đã tạo ở những bài trước. Đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào danh sách thực đơn trong component.html để gọi thêm thực đơn, và chúng ta đã lên ở đây. Ok, chúng ta sẽ bỏ cốt mặc định của component thêm sửa thực đơn. Thay vào đấy là một thẻ input. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng class của Bootstrap 3 để cấu hình lại giao diện cho nó đẹp. Chúng ta sẽ gọi class form control. Tiếp đến là chúng ta dùng cấu trúc two-way binding của Angular với từ khóa là ng-model ở nằm trong quặc cặp hoặc tròn vuông, và chúng ta sẽ gọi xuống một biến ở dưới file TypeScript. Chúng ta sẽ gọi biến là tên thực đơn, vì biến này chưa có nên đang lỗi. Chúng ta sẽ quay xuống file TS để thêm biến này. Chúng ta sẽ copy tên biến vào đây và kiểu là any. Các bạn có thể để là string cũng được, tôi để mặc định any hết cho nó nhanh. Như vậy là ở file HTML đã hết lỗi rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ import service vào. Import xe service. Ok. Tiếp đến ở constructor chúng ta sẽ khởi tạo service. Private service 2.xe service. Ok, như vậy là đã khởi tạo thành công. Tiếp đến thì chúng ta sẽ thêm mới một hàm. Chúng ta sẽ thêm mới một hàm ở đây. Thêm mới một hàm có tên là thêm thực đơn. Hàm này thì chúng ta sẽ gọi đến service thêm thực đơn của chúng ta. Chúng ta sẽ tạo một biến mới tên là var, và biến này là kiểu json và chỉ có một thuộc tính, đấy là tên thực đơn, tại vì chúng ta thêm mới thì không cần mã thực đơn. Chúng ta sẽ lấy tên thực đơn bằng git.tên thực đơn, chính là bằng biến lấy từ input ở trên HTML xuống, tại vì two-way binding nó sẽ gắn giá trị luôn vào tên thực đơn của chúng ta. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ gọi git.service.thêm thực đơn. Thêm thực đơn này là thực đơn của service .NET chúng ta đã tạo. Rồi sau khi truyền dữ liệu và in dữ liệu và thành công thì chúng ta sẽ subscribe response chuỗi trả về, thì chúng ta sẽ alert chuỗi trả về lên alert response.toString. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong phần giao diện thêm mới thực đơn của chúng ta. Chúng ta sẽ kiểm tra xem còn thiếu chứ không. Đây, chúng ta đã có input để nhập rồi nhưng mà chưa có nút submit, nút thêm mới. Chúng ta sẽ thêm một nút thêm mới ở dưới này. Chúng ta sẽ dùng thẻ button. Ta sẽ cấu hình class bằng btn, cách btn primary. Button mặc định có màu xanh dương, dịu nhẹ. Tiếp đến là tên của nút là thêm thực đơn. Ok. Tiếp đến thì để giao diện trông đẹp mắt hơn thì tôi sẽ chia
màn hình ở chỗ này, chúng ta sẽ thêm một thẻ deep class bằng con fm3, và trong deep fm9 sẽ là input của chúng ta. Và chúng ta sẽ thêm một label nữa, có class là co-fm3. Chúng ta sẽ chia làm 9 phần và label chiếm 3 phần và input của chúng ta sẽ chiếm 9 phần. Label tên thực đơn. Ok, như vậy là đã hiện ra rồi. Chúng ta sẽ test thử xem. Thực đơn là nước. Thêm, không có sự kiện gì xảy ra. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra. À, tại vì chúng ta thiếu sự kiện ở đây, chúng ta sẽ thêm sự kiện click bằng thêm thực đơn. À, thêm thực đơn ta đã viết ở dưới TypeScript. Ok, chúng ta cùng test thử nào. Nước. Thêm thực đơn. Đã có lỗi xảy ra. Object thế này là đang get ra list đây. Chúng ta sẽ kiểm tra lại API thêm thực đơn. Đây. Chúng ta đang dùng get ở đây, chúng ta phải thay bằng hàm bot. Chỗ này thì ok là đúng rồi. Rồi, chúng ta sẽ cùng test lại. Nước thêm thực đơn. Thêm mới thành công. Chúng ta chưa gọi lại hàm loạt và chúng ta sẽ thử em nào lại. Như vậy là đã thêm nước vào. Tiếp đến thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại các API này. Hôm trước tôi viết copy paste mà chưa chỉnh sửa lại. Chúng ta sẽ sửa lại. Ở đây sẽ là boot. Và đây thiếu var. Chỗ này thì sẽ không trả về. Nên là chúng ta sẽ xóa chỗ này đi. Tiếp đến hàm xóa thì chúng ta cũng không trả về gì cả. Chúng ta sẽ gọi hàm xóa. Chúng ta sẽ kiểm tra lại API của chúng ta. Đâu, hàm xóa rồi. Đây, sẽ là suộc và mã. Thì chỗ này chúng ta không cần chuyển và. Mà chúng ta sẽ nối tiếp chuỗi vào đây. Đây, chúng ta sẽ cộng với và. Chỗ này thiếu một dấu cạnh chéo. Và ở đây. Tương tự như các API món ăn. Chúng ta sẽ cùng chỉnh sửa lại các API món ăn. Port. Boot. Món ăn. Chuyển va vào đây. Ok, như vậy là các API của chúng ta đã được chỉnh sửa lại, sẽ không còn lỗi API nữa. Ok, như vậy là chúng ta đã tạo thành công giao diện thêm mới và sửa các API. Chúng ta hãy test lại lần nữa chức năng thêm mới thực đơn. Chúng ta đã nhập thành công món theo mùa. Loát lại. Như vậy là đã thành công rồi. Bài sau chúng ta sẽ học cách sửa và xóa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.